Bữa nay một ngày trời nắng rất là đẹp các bạn, bữa nay nóng rất là nóng luôn. Mình nghĩ cũng 27 28 độ vậy các bạn. Hôm nay thì mình với bé đi ra vườn để thu hoạch rau xà lách xoong các bạn. Bé xin chào các bạn. Thì các bạn nhớ đó, rau xà lách xoong mình trồng mấy tuần trước đó. Bây giờ nó đã lên cao rồi. Mình với bé hôm nay đi ra sẽ thu hoạch các bạn. Sẵn rồi mình đi dạo quanh cái vườn cho các bạn xem coi mấy cái rau của mình nó trồng hôm nay nó phát triển tới đâu luôn ha. Ok, giờ mình mời các bạn theo dõi mình ha. Đây là mấy cái bông huệ bên này nó cũng trổ rồi nè các bạn. Rồi. Đó, giờ cái mùa này nè, mấy cái bông này nó trổ ra nè. It has pollen stuff. Đây là mấy cái ba cái chậu xà lách xoong nè. Này nó nằm ở trong mé trong hàng rào trong mát các bạn. Cũng lên cũng ok, cũng không có tốt mấy nhưng mà nó cao rồi các bạn. Hôm nay mình thu hoạch là cũng hơi trễ rồi đó các bạn. Nhưng mà không sao, ăn nó cũng còn non. Đó, đây là đám xà lách xoong nè, mình còn mấy cái chậu kia nữa. Đó, đây rất là tốt nha các bạn. Ở đây là thêm một mớ xà lách xoong mình cũng vừa mới trồng thôi các bạn, nó chưa phát, trồng là trồng dưới đất. Như lại là ở phía bên đây cũng vậy, mấy chậu dâu tây của mình nó lên bông này nè các bạn, thấy không, lên rất là tốt nha. Đây mình được hai chậu dâu tây trong đây nè, các bạn nhìn thấy là có trái rồi nè, trời bữa đó là ăn rồi. Đó, ở phía đây mình cũng nằm ở dưới cái giàn bầu của mình đó các bạn, mình có trồng thêm xà lách xoong nè, thì nó hơi thiếu đất chút xíu, để mình mua đất thì mình sẽ đổ thêm. Để mình đi qua cái chậu bên kia cho các bạn xem là mình thu hoạch nó sao. Ở đây thêm một chậu nữa nè các bạn, là chậu này mình mới trồng được đâu chắc tuần mấy. Cũng phát triển rất là tốt nè, cây cao cái này là mình cắt ăn được rồi, chỗ này chút xíu mình cũng cắt luôn. Thì cái này là cái vườn ở mé ngoài của mình cũng mới vừa bắt đầu trồng được mấy cây cải nè các bạn. Hôm nay nắng nóng quá thì thấy nó cũng hơi úa sụ chút xíu, chứ mấy bữa trước trời mưa thì nó rất là tươi tốt. Thì mới trồng thì nó cũng còn lấy còi cọc chứ chưa có được xanh tươi. Có mấy cái mà trồng trước nè, như mấy cái cải của mình thì nó đang phát triển lên này nè, vài bữa nữa là nó vượt lên coi vậy, nhanh lắm các bạn. Đó là cái này là trồng bên ngoài nha. Còn ở bên trong cái nhà kính bịch ni lông của mình nè, để mình cho các bạn xem luôn. Đó, rau cải xanh đó, cải xanh là mình lúc trước mình trồng đó các bạn. Chỉ ở mé phía xa xa là đám diếp cá đó đang lên tốt, cái này cắt hôm nay mà hôm nay mình cắt ăn rồi đó các bạn. Rồi, để mình đi vào cái nhà kính của mình. Rồi, come here. Đây là trong cái nhà kính lớn của mình nè, đám cải xanh này vài bữa này tới này mình cũng thu hoạch luôn đó, lên rất là tốt nha các bạn. Cây to rồi này, đem vô nấu canh ăn ăn sống cũng tốt nữa đó. Bạc hà của mình thì mới vừa mọc lên được cũng nửa gang rồi đó các bạn. Trời, hôm nay ấm là nó mọc lên này nè. Bên đây thêm là một mới cải xanh nữa. Okay, yeah, it's really hot in here. Yes, I summer. Yeah, rồi. Hey, good to meet. Ở trong đây thì các bạn còn nhớ là mình đã hạt xà lách đó. Đây, bây giờ nó vượt lên này nè. Cái này cỡ này là cũng ăn được rồi nè các bạn. Đó. Đây là xà lách đó, cái giống như cái búp xà lách vậy nè. Cái này ăn rất là mềm luôn.
Rào cái tô, cái tía tô mình nhổ bỏ bớt rồi. Salad. Còn ở phía đó là cải của mình, hôm nay mình cũng thu hoạch bớt rồi, với mấy cái rau húng cây mình cắt bớt rồi, mình nhổ bớt bỏ bớt rồi, mình để mình trồng cái khác các bạn, tại mình không có muốn trồng trong đây nhiều quá, trồng ở thích ở trong chậu ăn thôi. Đó là sơ sơ ở trong cái nhà kính của mình, mấy cái ngò rí của mình ươm nó cũng mới vừa lên được cao chút xíu rồi nè, nhưng mà thưa thớt quá, có ăn thái lên cái không. Okay, để mình đi ra mấy hồng bên kia cho các bạn xem. Đây là mấy chậu tận ô mình mới vừa trồng, mới vừa trồng bữa hôm qua thôi các bạn. Này cũng là xà lách son, nó có vài cọng giúp mình cũng cắt luôn. Cần nước, nước mình cũng mới trồng đâu cũng không được bao lâu. Đây là thêm một đám một chậu xà lách son nữa. Đó. Còn trồng cũng nhiều thứ lắm mà nó mới bắt đầu lên nè các bạn, tại mới ấm ấm á. Đây là cái cây thì là của mình đây, cây thì là lên xanh tươi nè. Đây là húng lủi, húng lủi thì dễ lên. Thêm chậu cần nước nữa, cần nước. Còn cái này là rau spinach các bạn, spinach này mình cũng sẽ thu hoạch vô ăn sống luôn, nhưng mà mình ăn mấy cái kia trước đi, dần nào xong rồi mình ra mình thu hoạch cái này sau, tại vì cắt vô nhiều quá không hết, mình để trong tủ lạnh thì nó héo hết uổng bỏ các bạn. Đây là một chậu xà lách này, nó cũng nằm ở trong xà lách sau này, nó nằm trong mát nè, nên cũng mượt luôn nè, thấy không các bạn, đó, cao quá chừng rồi. Hôm nay mình cũng thu hoạch hết một đám này luôn, cái trong này nó nằm trong mát nó tốt nè các bạn. Cái này là cái chậu của năm rồi đó, mình chỉ bỏ thêm đất vô thôi đó các bạn. Đó. Đây, giờ mình sẽ đi cắt cái đám này nha các bạn. Đây, bây giờ bé phụ mình cắt mấy cọng rau xà lách son đây, tại vì cái chậu này nó nằm ở ngoài bé cắt được cho nên để cho bé cắt. Let's see. Wow. Đây, cái cây. Đây nè các bạn. Cọng xà lách son còn to mà rất là non nha các bạn. Okay, keep going. Yeah, good job, Anne. Đó, bây giờ bé sẽ cắt hết cái chậu này rồi mình sang cái chậu mấy chậu kia nữa, còn hai ba chậu nữa lận. Lên rất là cao nha các bạn. Quá chừng luôn. Cái này vô một rổ ăn nhiều lắm á. Tại vì mình không cắt thì mình để nó già, các bạn mình cắt rồi ăn cho mấy cái non nó mọc lên tiếp. Đây bé cắt được một mới xà lách son đây nè, nhìn rất là non nha các bạn. Ok, giờ mình đi cắt tiếp nữa ha. You see it? Yeah. I'm showing the YouTube. I'm the way you're cutting. Nhìn quá là non không các bạn? Mình cắt ra một lớp rồi xong cái mình tưới nước này, nếu mình có nước thịt, nước cá hay nước tôm gì đó các bạn, thì các bạn khoan nó mỏng ra, các bạn tưới nó lên, nó rất là tốt nha. Đừng có, nhớ phải pha loãng ra chứ đừng có tưới nhiều quá, nó nóng thì nó sẽ chết. Ok, giờ mình đi qua mấy bên kia cắt nữa. Ok, let's go. Cái chậu nằm ở ngoài, nhà bé tiếp tục cắt tiếp, ok, go ahead. Hả? Are you gonna eat them too? Maybe, but I don't know what these are.
watercress. Watercress. Yeah. Watercress. It's called watercress. Why is it called water inside? I don't know. Cause it's like water. It doesn't feel like water, and it doesn't look like water. I don't know. This is a weird name for watercress. Oh my new name. Really good for you. Well, but it doesn't look like water. Okay, keep going. Should I cut all of this? Yes. You do that one, I'll do this one. Oh my god, Daddy! Mm-hmm. The basket is full! Okay, hurry up, that's all right. Wow, bé thu hoạch được nguyên một cây rổ rau xà lách xong nè các bạn. Nhìn rất là đã luôn không? Còn rất là non nha các bạn. Wow. No, okay, you can have it. Okay. Quá chừng rau xà lách xong luôn. Cái này vô là nấu canh ăn. Nhiều lắm các bạn. Đó, thì mấy cái chậu đó mình mới vừa cắt xong rồi mình sẽ bón cho nó thêm chút đất hay là mình tưới phân gì đó các bạn, thì nó sẽ tiếp tục lên tiếp. Ok, thì video của mình hôm nay mình chia sẻ với các bạn tới đây thôi nha. Mình với bé xin hẹn các bạn cái video kỳ tới. Xin chào các bạn.